Khủng long con. Ố, hình như mẹ tớ gọi. Ố, mẹ gọi chúng con ạ. Ừ, mình tạm biệt các bạn để về nhà ăn cơm nào. Đi thôi, chúng mình phải về nhà ăn bữa tối trước khi trời quá muộn và quá đói bụng. Nào, tạm biệt các bạn rồi đi theo mẹ nhé. Ôi, tiếc quá. Thôi, tạm biệt các cậu nhé. Ngày mai chúng mình lại chơi nữa, tớ về đây. Ừ, mẹ ơi, con nghe các bạn kể về ông già Noel đấy. Mẹ có biết ông già Noel không? Ồ, được chứ. Ông già Noel là một người rất hiền lành. Và ông sẽ phát quà cho tất cả các bạn nhỏ vào những ngày lễ Giáng sinh đấy. Muốn được ông già Noel phát quà thì các con phải thật học thật giỏi, nghe lời ông bà cha mẹ, thầy cô, yêu quý bạn bè và phải biết giúp đỡ những người xung quanh chúng ta. Khi đó thì chúng ta sẽ được ông già Noel phát quà đấy. Ồ, thật vậy chăng? Nhưng làm sao ông già Noel biết chúng con thích gì mà tặng hả mẹ? À, chúng mình có thể viết thư để gửi cho ông già Noel đấy. Khi đó ông già Noel sẽ gửi quà mà chúng ta thích để tặng chúng ta. Wow, wow, thích quá. Anh chị ơi, chúng mình nhanh lên. Về nhà ăn cơm xong, chị em mình sẽ cùng viết thư để gửi cho ông già Noel nào, nhanh lên.